chào chị. Dạ chị thân mến, ngày hôm nay thì em thấy chị lên tầng 6 để mà trải nghiệm dịch vụ spa của bên em. Thì không biết là mình đến mình quan tâm đến dịch vụ nào chị ơi? Tắm trắng ạ. Dạ tắm trắng đúng không chị? Tàn nhang. Dạ tàn nhang, đâu cái tàn nhang của mình là trên mặt hả chị? Ừ. Dạ rồi cho em coi xíu nha, để một lát mình sẽ coi được cái sự hiệu quả sau khi mà mình điều trị tàn nhang. Thì đây tàn nhang nằm ở cái góc này ha. Nói chung là không nhiều lắm đâu chị. Nó chỉ nằm ở hai bên má thôi. Gần hết mặt à? Theo một số khách hàng mà em đã từng gặp á, khi mà đến điều trị tàn nhang của bên em là hết cả mặt luôn. Như chị như vậy là chỉ khoảng đâu đó 30-40% thôi. Thì chị yên tâm là nó sẽ cải thiện rất là nhiều nha. Rồi chị thân mến, không biết là động lực nào mà mình quyết định đi tắm trắng và trị tàn nhang à? Chồng có bò. Ở này nói đùa phải không? Nói thiệt. Rồi, không sao, ngày hôm nay làm xong chắc chắn là sẽ xinh đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và sẽ cải thiện, thứ nhất là da mình trắng mịn hơn, thứ hai là những cái vết tàn nhang cũng sẽ mờ đi chị nha. Rồi chị thân mến, không biết là cơ duyên nào chị biết đến bệnh viện thẩm mỹ Trang Vuông ạ? Lên mạng sợt. À lên mạng sợt hả chị? Nhưng mà rất là nhiều các trung tâm, các viện thẩm mỹ, mà tại sao chị biết đến bệnh viện thẩm mỹ Trang Vuông và lựa chọn? Bệnh viện nó đảm bảo hơn. À đúng rồi, yếu tố đó đúng không chị? Thì rất là nhiều khách hàng, thì Minh Ngọc cũng xin khẳng định là ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà nhắc đến cái cụm từ spa thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ thì phải nói là như nắm mọc sau mưa luôn. Nhưng mà chúng ta cần phải biết được rằng những cái nơi cơ sở uy tín mà có đội ngũ bác sĩ, máy móc tân tiến và đặc biệt là được Bộ Y tế có giấy chứng nhận thì đó là cái điều rất là quan trọng để chúng ta chăm sóc sắc đẹp và phải an toàn cho sức khỏe nữa. Và Minh Ngọc và hy vọng rằng là sau những cái buổi liệu trình này thì chị sẽ có được một cái làn da trắng nè, mịn màng như mong muốn, và đặc biệt là ở những cái vết tàn nhang trên gương mặt mình cũng sẽ mờ đi chị nhé. Rồi và chị thân mến, ngày hôm nay thì hai đôi bạn thân đi chung với nhau. Dạ em chào chị. Chị ơi, mình đi chung với người bạn này là chị này tìm đến bệnh viện thẩm mỹ Trang Vuông là rủ chị đi chung phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, hai đứa rủ đi chung với nhau. Tại hai đứa cũng đen đen tí. Dạ thật đẹp thâm luôn chứ hơi nhỉ. Dạ dạ. Em tin chắc là làm xong rồi chị sẽ không còn tự nhận xét là da mình thâm đen nữa, lúc đó sẽ trắng hồng như ý chị muốn nhá. Rồi là mình chỉ có làm trắng da thôi đúng không chị, chứ không có liệu trình nào, bởi vì em thấy da mặt của chị thì cũng mịn màng nè, cũng đang hồi rồi. Dạ rồi vậy thì dạ chút thôi. À, nó chỉ có bị hơi ngâm đen thôi chị nhá. Thì cái này chắc là nhiều khi mình đi ra nắng với là cái cơ địa của người châu Á mình nó là da tăm nâu mà. Rồi và không biết là hai chị em của mình đó là ngày hôm nay mình đi đến đây thì nãy giờ chị gặp gỡ đội ngũ chăm sóc khách hàng lễ tân của bên em. Rồi thì chị có thấy hài lòng với dịch vụ bên em không ạ? Hài lòng, tận tình. Dạ, mọi người rất là tận tình đúng không? Dạ còn về cơ sở vật chất và địa điểm rồi tòa nhà này chị thấy là sạch sẽ đúng chuẩn 5 sao không chị? Đẹp không ạ? 6 sao luôn chứ, 5 sao. 6 sao đúng không? 5 sao. Dạ 5 sao là đúng rồi, tụi em là được cái này là bệnh viện được đúng chuẩn 5 sao theo Bộ Y tế Hàn Quốc công nhận luôn á chị. Là mọi thứ nó rất là vô khuẩn nha chị ha. Chị thấy là 15 phút là các cô lao công đều phải lau chùi. Nè, thậm chí là cái dép của mình đi lên là phải là dép riêng chứ không có đi dép cơ. Nhưng toàn bộ nhân viên của em là phải đi dép mới trong đây luôn á. Rồi chị thấy là cây cảnh khắp mọi nơi thì cũng hy vọng là sẽ mang đến những cái trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng đến làm đẹp nhưng mà cảm nhận ấm cúng như là đi chơi vậy chị ha, như là đi thăm bạn bè của mình vậy thôi. Rồi em cảm ơn hai chị rất là nhiều và Minh Ngọc sẽ hẹn gặp lại hai chị sau 3 tiếng đồng hồ đúng không? Mình tắm trắng và điều trị da. Rồi hẹn gặp lại chị. Rồi quý vị ơi, hiện tại thì mình quay trở lại với chị khách nha. Hồi nãy chúng ta có trò chuyện với chị ấy đó. Thì bây giờ mình hãy cùng xem coi là cái cảm nhận của chị như thế nào nha. Rồi đây, hiện tại thì chị điều dưỡng đang chăm sóc da cho chị. Và hồi nãy thì nếu mà quý vị xem cái đoạn đầu clip á, thì Minh Ngọc nói là hôm nay là chị đến đây thứ nhất là để mà mình tắm trắng nè, mình truyền trắng. Và cái thứ hai nữa là mình cải thiện cái vấn đề về da mặt của mình nè. Thì quý vị có thể có cái sự so sánh nha. Đây là những cái vết đốm tàn nhang hồi nãy của chị nè. Với bây giờ nè, thì em sẽ cắt một cái clip á, da lúc nãy với da bây giờ là mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt luôn. Thì dĩ nhiên nó sẽ không có biến mất hoàn toàn sau một lần mình làm, nhưng mà nó đã giảm đi được 30-40% nè đây. Đó, cái chỗ má này đây. Rồi em chào chị. Chị ơi thì sau khoảng 2 tiếng mình trải nghiệm thì hiện tại chị cảm thấy thế nào ạ? Chị thấy lúc mà trong quá trình làm thì các chị điều dưỡng có tâm lý không? Có chăm sóc mình tận có tình không? Có, chị tâm lý chăm sóc tận tình. Dạ, còn về không gian thì sao chị ơi? Thoải mái, mát mẻ. Dạ, dạ. Rồi chị thấy liệu trình bên mình thì cũng rất là đơn giản đúng không chị? Đúng chị rồi. Đâu có cảm thấy đau hay gì đúng không? Khi mà mình chăm sóc da mặt của mình. Ừ. Dạ. Rồi còn về cái hiệu quả nè. Thì hồi nãy chị nhìn gương rồi chị thấy nó như thế nào so với lúc đầu? Chị có cần em đưa lại cho chị coi cái clip lúc đầu em quay cho chị không?
cũng được, chút coi cũng được. Dạ, nhưng mà thật sự là bây giờ Minh Ngọc đang nhìn cái này và nhìn cái clip cũ của chị là nó giảm đi được 30% rồi đó. Thì nếu mà sau những cái buổi tiếp theo thì chắc chắn là nó sẽ giảm nhiều hơn nữa chị nhé. Rồi chị thân mến, chị có lời nào gửi gắm đến những chị em nào cũng bị tàn nhang giống như mình nè, nhưng mà vẫn chưa có tự tin để đi mà tìm đến một cái bệnh viện uy tín đó, và có một cái liệu trình phác đồ phù hợp đó, thì chị có lời nào gửi gắm đến các chị em không ạ? Thì nói với chị thì cứ có tiền làm thì cứ mạnh dạn đi làm đẹp. Dạ. Đừng để nặng quá thì làm nó khó trị. Dạ đúng rồi. Tại vì phụ nữ là phải đẹp. Đúng rồi, phụ nữ là phải đẹp đúng không? Đẹp giống thì mình mới thu hút mọi điều tốt đẹp. Chị nãy nói mình là giám đốc của mình là bác Hiền á. Nó nói là phụ nữ ra đường là phải đẹp, phụ nữ là phải luôn yêu thương bản thân mình đúng không chị? Đúng rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị và người bạn của mình rất là nhiều nha. Và em sẽ hẹn gặp lại chị vào những lần tái khám sau và những cái lần điều trị sau nha. Rồi em chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe chị nhé. Dạ chào.